chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự đặc biệt của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Chủ nhật ngày 19 tháng 12. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ dành toàn bộ thời lượng để phản ánh về lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cũng như không khí phấn khởi tự hào của cán bộ người dân được chứng kiến lễ kỷ niệm qua điểm cầu trực tuyến 10 huyện thị xã thành phố, xem trực tiếp trên truyền hình và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên trên các nền tảng số như ứng dụng Hưng Yên TV Go, trên fanpage Tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, trên website hungyentv.vn. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.